Với mong muốn sản xuất ra sản phẩm sạch an toàn cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng, đã thôi thúc ông Bùi Xuân Sử ở thôn Nghĩa Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thâm canh nhãn bằng phương pháp hữu cơ cho chất lượng và năng suất đạt khá cao. Sau khi tìm hiểu về những lợi ích mà sản xuất nông nghiệp hữu cơ nói chung và sản xuất nhãn hữu cơ nói riêng đem lại, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, an toàn cho người sử dụng, đầu năm 2022, ông Sử đã chuyển trọng tâm chăm sóc 1,5 hectare nhãn theo quy trình hữu cơ. Chúng tôi đang có mặt tại vườn nhãn hữu cơ của gia đình ông Bùi Xuân Sử, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Được biết thì trước đây gia đình đã áp dụng chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên, đầu năm 2022, gia đình đã chuyển hướng chăm sóc theo quy trình hữu cơ. Vậy thì nhãn hữu cơ và nhãn Việt Gáp có điểm gì giống và khác nhau? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu và gặp gỡ ông Bùi Xuân Sử để hiểu rõ hơn về vấn đề này ạ. Thứ nhất là cùng một cái loại giống nhãn, thứ hai là cùng một cái chất đất. Nhưng là cái nhãn Việt Gáp thì chúng ta vẫn phải dùng cái thuốc bảo vệ thực vật trong phạm vi cho phép và vẫn phải dùng cái phân NPK tổng hợp. Thế nhưng là riêng về làm theo cái quy trình hữu cơ này thì nó nghiêm ngặt hơn. Tức là nó không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học. Thay thế vào đó nó là dùng cái nano bạc, ví dụ 3 tuần phun một lần. Mấy cả xua đuổi côn trùng thì có thể mình dùng gừng, tỏi, rượu ớt. Còn về phần bón cho gốc ấy, thì mình sẽ dùng là ngô, đỗ và cá, ủ với cả men vi sinh. Vườn nhãn của gia đình ông Sử không chỉ cho kết quả chùm sai, quả to, đều, ngọt, có vị thơm đặc trưng, được khách hàng đánh giá cao, kéo dài thời gian thu hoạch, hạn chế rụng, nứt quả, mà kết quả sau khi phân tích mẫu nhãn, trên 820 chỉ tiêu đều đạt và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi châu Âu. Đúng không? Được biết đến những nhãn của nhà anh Sử ấy, thì mình thấy là sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và sản phẩm đạt là OCOP có đủ điều kiện để xuất khẩu ấy. Đấy là mình mua khi mà so sánh với các cái nhãn khác thì có vị ngọt thơm và đặc trưng của nhãn Hưng Yên ấy. Nên là mình tin tưởng mình thử. Tạo ra sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường nên vườn nhãn của gia đình đã thu hút được đông đảo du khách tới tham quan và đặt mua. Hiện ông Sử đã bán được gần 10 tấn trên tổng sản lượng 18 tấn quả tươi với giá từ 35 đến 40.000 đồng 1 kg. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ này thì nó nâng từ cái sản xuất Việt Gáp lên và đặc biệt là không dùng hóa chất trong cả cái quá trình chăm sóc rồi chế biến rồi cũng như là xúc tiến về thương mại để đảm bảo cái an toàn cho người dân về sức khỏe cũng như là về môi trường. Với cái thực tế kết quả đạt được thì thấy rằng nó rất là hiệu quả. Thế thì năm nay là chúng tôi cũng tập trung để hướng dẫn để triển khai thực hiện cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho riêng cây nhãn, hỗ trợ kể cả về kỹ thuật, về kinh phí cũng như là các cái biện pháp để tạo điều kiện cho các hợp tác xã sản xuất theo cái hướng hữu cơ.